hầu như mọi kênh YouTube đều có khởi đầu rất hoành tráng rất hay ho rồi sau một thời gian tự nhiên chất lượng nó đi xuống dần họ nó bằng 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 nó không lên như này nữa nó cứ nhà... em nghĩ là làm bất cứ nghề gì thì mình phải có nghề đó ví dụ bạn muốn làm solo creator trên mạng YouTube chẳng hạn thì bạn bắt buộc phải có khả năng quay dựng viết và nói nhưng mà đúng là đấy là cái giá phải trả khi mà mình làm cái mô hình này em nghĩ là bất cứ ai cũng nên rời khỏi cái nơi mình sống và sống chỗ khác thật là xa và khoảng vài năm để mình thấy yêu cuộc sống hơn cái tinh thần lớn nhất ở đây đó là hãy bỏ tiktok xuống đọc sách tham khảo và trải nghiệm để mình sống chậm lại mình biết những cái mà mình đang cần làm là cái gì chứ đừng bị sao nhãng chào mừng các bạn đã quay trở lại với số tiếp theo của người trong môn nghề hôm nay thì đây là một số rất là đặc biệt bởi vì mình có cơ hội nói chuyện với một người em thân thiết thực ra thì thằng em này cũng đã là một trong những cái thành viên đầu tiên của Spy Room từ những ngày đầu bọn mình còn khởi nghiệp cho đến ngày hôm nay thì cũng đã có rất nhiều thay đổi và hiện giờ thì thằng em của mình thì cũng đang có những cái thành công nhất định trong cái con đường riêng của bạn ấy sau khi mà bạn ấy có những rất nhiều những cái trắc trở và thay đổi trong công việc thì uh, chắc là cũng không để cho mọi người chờ lâu nữa thì mình xin phép được giới thiệu khách mời ngày hôm nay là đạt hay còn được gọi với cái tên mà chắc là mọi người sẽ biết đến nhiều hơn đó là Samurai. À, chào mừng em, rất vui được đón em một lần nữa ở văn phòng của, <laughs> của Spyroom em chào anh. Rất vui em được có trở lại. Em có gì muốn chia sẻ với các bạn khán thính giả không? Chia sẻ gì, anh nói hết từ đâu nữa. Ừ. <laughs> chào mọi người, mình là đạt Samurai và như anh Việt Anh vừa giới thiệu thì mình đã làm việc ở Spyroom từ những ngày đầu tiên và xong một thời gian thì mình đã tự bung ra và làm riêng với lời hẹn là mình sẽ quay trở lại vào ngày nào đó đến đây là không? ngày hôm nay À hôm nay à đấy, Đây là ngày quay trở lại Thực ra thì uh, anh em mình làm với nhau là từ uh, Đúng năm bao nhiêu nhỉ Cuối 2015 Cuối 2015 Tháng 9 2015 Anh nhớ lúc đấy em vẫn là Vẫn còn là sinh viên Đúng rồi em năm hai Vẫn còn là sinh viên Từ đó đến đến thời điểm hiện tại đi Nếu mà bây giờ được nhìn lại Cái quãng thời gian anh nghĩ là Tính ra là khoảng gần chục năm Đúng rồi Gần một chục năm Thì uh, em thấy bản thân của em ngày hôm nay Với hồi đấy thì nó có gì khác biệt Em nghĩ là cái câu trả lời chung của tất bất cứ thằng con trai nào khi mà nhìn mình, mình test đây 10 năm ấy cũng là muốn đấm được một trận. Ừ. Em thấy uh, em trưởng thành hơn nhiều, điều nạm hơn nhiều và em nghĩ là em tốt hơn nhiều so với hồi đấy. Ừ. Đấy là cái câu trả lời mà em nghĩ là em có thể nói một cách tự hào được. Nhưng mà có chắc là em đấm được em của 10 năm trước không? chứ, hồi đấy em không tập gym như bây giờ. Ừ. Trong cái hành trình 10 năm đấy thì uh, em đã trải qua những cái công việc gì? Em nghĩ là đây cũng là một cơ hội rất tốt để mình review và nhìn <laughs> lại cái cái quãng thời gian của em làm việc ở spiderum yeah. anh nghĩ là đấy cũng quãng thời gian nó khá là gọi là cũng cũng rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ thế thì hay là bây giờ mình sẽ làm một cái tour ngược lại thời gian và em em sẽ kể cho anh và kể cho tất cả mọi người tất cả những gọi là những cái cột mốc hoặc là những cái thứ kỷ niệm mà em đã trải qua trong suốt một thời gian rất là dài hoạt động gọi là trong lĩnh vực content Oh, nhiều lắm. Ừ. Uh, hồi mới làm trước khi làm với anh thì em uh, viết thuê cho mấy cái fanpage, hồi đấy là 2012 2013 là em năm nhất năm hai đại học. Ừ. Thì em bắt đầu bén duyên em chuyện viết. Em viết trên trang cá nhân của em hơi nhiều xong rồi thằng anh họ em bảo là Ê, mày uh, có thể uh, sang giúp tao viết cái fanpage này được không? Và fanpage gì? Ừ, fanpage uh, zoom nghe trong đầu what the fuck. Thế là, là kéo em đến gặp anh Khánh. Ừ. Đấy, hồi nhớ hồi đấy có anh Khánh, Khánh ba chân cái ba thì... Trần. <laughs> đấy. Thì uh, anh họ em chơi với cả anh Khánh, anh Khánh chơi với anh, tất cả cùng nhau làm một Spy room thì em ra thằng, thằng uh, anh họ ở đây cắt người một chút là anh họ của em là Đức, đúng Đức thì uh, ngày xưa là cùng đội tuyển bóng rổ với anh ở trường Chu Văn An. cho nên bọn anh biết nhau hết, chính xác. Ừ. Mà nhưng mà cái chính là Khánh à nhờ, em chỉ được giới thiệu là thằng anh họ của em thằng Đức ấy và tao ta quen thằng này, thằng Khánh. Đấy chào Khánh đi, còn đây là Việt Anh. Em đâu có biết được là anh quen Đức đâu ừ. đúng không? Đấy. Ừ. Thì em biết mọi người ở đấy hồi đấy là đến văn phòng Duy Tân nhỉ? Ừ xong rồi một cái phòng lớn ngồi như này với nhau tất cả mọi người ngồi bin back với nhau ừ. xong rồi em cũng biết phải làm gì thì mọi người chia việc thôi hồi đấy em nhớ là mọi người tuyển một đống tác viên về em là đợt hai hay đợt ba gì gì đó ừ. em làm việc cùng với cả dừa đó em quên mất bạn ấy tên là gì rồi với cả một tên là dung với cả mấy đứa nữa hạnh hạ các thứ xong rồi làm content trên website <cười> website <cười> xương toàn là xương <laughs> không có tí thịt nào của spider room rồi viết bài trên đấy, đi seeding, đi share bài. thời gian đầu công việc chỉ như vậy thôi, đi viết bài, rồi đi seeding. Ừ. xong rồi sau đó thì mình chuyển từ phòng từ bên duy tân sang um, sang một chỗ khác rồi mới đi về nhà anh. Ừ, thực à. ra là mình chuyển từ thọ tháp sang duy tân, xong rồi về nhà anh. ừ đúng rồi, à, đầu ừ. tiên là từ thọ tháp rồi mới duy tân, em cũng đúng nhớ rồi, rồi. rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. xong rồi về nhà anh thì đó đấy là nhớ là bê bàn lên tầng, bắt đầu ngồi làm việc thì vẫn là viết bài, đi seeding nhưng mà được ngồi làm việc anh nhiều project hơn, bởi vì ở đấy là mình bắt đầu mình vặn vẹo, mình bắt đầu bươn ra mình làm nhiều thứ. Ừ. mình còn làm thuê cho bên vin nhỉ nhỉ em nhớ em phải thiết kế vài cái ảnh cho anh ừ vin pro cứ ba giờ, giờ sáng gọi điện ra đây xong chưa <laughs> họ là... anh anh cũng bị gì thôi gì, anh gì, là... gì em rồi đấy nhớ thế xong um, cũng là cái đợt đấy mà em đi học làm phim ở cái trung tâm tvd thì biết được mấy cái kỹ năng làm uh, quay dựng photoshop uh, Cái thứ nói chung là hồi đấy vì cái nhu cầu công việc của mình nó cần nâng cao lên và ừ. em cũng muốn học thêm em bươn ra làm nhiều hơn và đấy em cũng sinh viên nữa năm 3, năm 4 nữa thì uh, cố gắng học tất cả mọi kỹ năng có thể để làm về bây giờ em mới biết nó gọi là nghề media ừ. thì hồi đấy đâu có biết chỉ biết là quay dựng với cả dùng các phần mềm để làm các sản phẩm trên mạng thôi thì uh, đấy là anh em mình làm rất là nhiều bây giờ kể ra thì hơi khó làm workshop nữa xong rồi tổ chức sự kiện nữa ừ. xong rồi uh... viết bài thuê đấy viết bài thuê đợt đấy thì khóc lên khóc xuống thức xuyên đêm có thiếu rồi Bắn đi một thời gian đấy xong thì anh đẩy em sang bên cho anh giang phim, phim. Ừ. rồi em làm phim 2 năm dạng content thì bắt đầu bén duyên với cái mảng content creator ừ. lúc đấy mới bắt đầu sang làm trực tiếp gọi là chủ động làm content creator nhưng mà trước đó thì cái đợt mà anh đẩy em sang cho anh giang là em đã có ý định vào sài gòn rồi ừ. là 2017 là em đã định vào sài gòn luôn rồi vì sau đó là em em vừa mới hết la phổi hết la phổi à ừ. đúng rồi đấy là một câu chuyện khá là không biết là chắc nhiều người fan em chắc đều biết câu chuyện đấy hay là em không biết được à. em em không kể cái này đến mức mà tất cả mọi người đều biết chỉ là hồi 2016 à. là em nghỉ một năm. Ừ. đó, em làm 2015 đến gần 2016 thì em nghỉ một năm bởi vì em bị la phổi. Đến 2017 em quay trở lại thì làm được một thời gian xong thì anh đẩy sang cho anh Giang đấy. Ừ. Thì bây giờ đợt đấy là em nghĩ lên trong đầu là em cần phải đến khu vực nào đó nơi bớt ô nhiễm hơn Hà Nội. Ok, và rồi cả... chọn Sài Gòn đúng uh, rồi uh, nó, nó, nó đỡ ô nhiễm hơn hẳn bởi okay, vì nó gần okay. sông gần biển với cả nó thoáng hơn okay. với cả công việc lúc đấy của em là em đã có trong tay rất nhiều kỹ năng về quay dựng rồi và trong đấy thì cái thị trường agency với cả thị trường làm content quảng cáo nó nhiều hơn và ừ. em muốn vào trong đó làm quảng cáo làm agency làm quay dựng production house ừ. bởi vì kỹ năng có rồi thì vào đấy mà đầu cơ thôi Chứ còn ngoài này thì thời tiết ngoài này nó khiến em đi giao đường thì em thấy mệt rồi ừ. đó. thì ừ. em tạm hoãn kế hoạch vào sài gòn đấy để em làm với cả anh giang khoảng 2 năm sau đó thì ok back to sài gòn nhưng mà khi mà em vào em vào sài gòn thì covid căn <laughs> ừ. đầu tiên vào sài gòn là 2019 2020 covid 2021 covid lockdown khỏi làm thì bắt buộc phải ở nhà ừ. mà ở nhà thì với cái đống kỹ năng đấy với cái cơ hội được phép ở nhà để làm content thì em nghĩ là nghề chọn người em không thoát được thôi thì bắt buộc làm content ừ. Thì làm content thôi và đến tận bây giờ và đến tận bây giờ à, và có một uh, gọi là kênh cũng 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 tương đối uh, phát triển rất là nhanh anh nhớ là hai năm đúng không nhỉ chắc là ừ, năm. anh nhớ là cứ mỗi năm thì mày lại post lên là 100 trăm nghìn nữa một trăm nghìn và và đều đạt được thì yes. anh anh nghĩ đấy là một cái bước tiến rất là tốt uh, hy vọng là sẽ tiếp tục duy trì như vậy nhưng mà có một cái điểm mà anh thấy rất là đáng chú ý trong một câu chuyện của của em vừa nãy đấy là uh, em gọi uh, bọn anh là thằng thằng nào <laughs> em gọi khánh là thằng cái là ý. à, ý em là trích lời trích lời <laughs> trích lời của đức Ôi, Được thôi đùa thôi, đùa thôi. Chúng ta sẽ quay trở lại với uh, những câu hỏi nó, nó đúng chương trình hơn. Dạ. Em hay gọi fan của mình là các không ai cả. Yes. Nhưng mà hơn 200 trăm nghìn người thì chắc chắn là không phải là không ai cả. Thế thì uh, có cái lý do gì tại sao em lại gọi như thế? không Em đang định để cái câu hỏi này nằm trong cái clip mà gọi là cảm ơn 200 trăm nghìn sắp ấy. Nhưng mà anh à, chưa giờ... làm bởi vì là tết thôi, rồi nên là ngoài... bị cắt, cắt ngắt quãng một khoảng. Em vẫn ừ. muốn trả lời luôn bởi ừ. vì là đây là một cái câu hỏi mà cái câu trả lời nó nằm ở các bạn fan đầu tiên, 16.000 người đầu tiên. Ừ hồi đấy em làm cho phê phim thì đối với em trong đầu em luôn đó là cái kênh mà gọi là làm về content phim về chuyện và cả kênh phê game nữa thì đấy là cái ba sở thích của em rồi ừ. nhưng mà em ngoài ra em còn rất nhiều cá khác em muốn chia sẻ nhưng mà em không có chỗ nào không có platform nào em tự chia sẻ nhưng mà em cũng không phải là một đứa thích share đời riêng của em một cách rộng rãi quá em không muốn làm kênh vlog các thứ thì em chỉ làm một cái kênh để em gọi là cho có để ừ. có chỗ để mình nói những thứ mà mình muốn nói nhưng mà mình không có chỗ để mình chia sẻ như phim các thứ thì em tạo ra một kênh riêng là kênh summarize của em và trên kênh đấy em xác định luôn là mọi người sẽ chủ yếu biết đến mình thông qua kênh phê phim, phê chuyện, các thứ Còn kênh này là kênh sẽ không ai biết, không ai xem ừ. Em nghĩ trong đầu luôn và em đặt luôn là kênh này mình đăng lên cho sớm mình thôi chứ không phải để cho mình có khán giả Ok Em cứ đăng lên mà kệ thôi, đùng cái tính như mọi người là mò vào được ừ. Mọi người mò vào cái kênh đấy, xong rồi đùng cái tăng sắp vọt hết lên Ban đầu em nói chuyện kênh đấy đó là bởi vì là trước mặt em là cái camera và <laughs> đôi khi là cái điện thoại em ngồi trong phòng không có mọi ai cả Em nói chuyện với ai? Rõ ràng em đang nói chuyện với không ai cả đúng không? Thì okay. em cứ chào mọi người là xin chào các không ai cả thôi. Về kênh không người xem bởi vì xác định trong đầu luôn là gì có ai xem kênh này. Ừ. Mình không promote, mình không quảng cáo, mình không gì cả, mình chỉ đăng lên bởi vì mình muốn nói về những chủ đề mà mình đang muốn nói đến. Em cần chỗ để tâm sự. Em cô đơn. Rất cô đơn nên là cần chỗ để tâm sự, nên là cần chỗ để chia sẻ thì nói những kênh như thế. Xong đúng một cái. Có một ông comment bên dưới. 16.000 không ai cả chào ông. Hả? <laughs> Tự nhiên có sắp em không quan tâm đến em không để ý đến bởi vì em cứ vứt đấy thôi khi nào em rảnh em có cái gì đó tâm sự em ấy bật máy lên em quay thì đó là lý do vì sao những người đầu tiên ở trong chỗ đó là những người không ai cả xem cái kênh không người xem ừ. bởi vì không ai xem cả thế nhiên là cái không người xem rồi nhưng mà cái câu đó nó em em không định dùng lại cho nên khi em vào Sài Gòn em lập kênh mới để em làm lại từ đầu thì vẫn những cái người đấy vẫn cái thằng cha đấy nó lại vào comment à, không ai cả chào ai đó ừ. lại là một kênh không người xem khác à đấy em nghĩ là em, em nghĩ đây là một cái duyên và em sẽ giữ nó em lúc nào cũng rất là yêu thích những cái duyên nó đến với mình thì mình nên giữ thì em để đấy và những ai đủ tò mò để hỏi cái câu không ai cả là ai thì sẽ có những người khác vào đấy trả lời Ừ. em nghĩ đấy là một cách mà vô tình thôi nhá em em không chủ động làm cho đấy mà chỉ là vô tình thôi nó sẽ giữ cho họ có một cái tò mò hay là ừ, một cái tò mò hoặc là cái, 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 tiếng việt inside joke như thế nào nhỉ kiểu cái đùa kiểu chị anh em mình biết với nội nhau nội bộ đó đấy ừ. kiểu thế mà những người biết thì sẽ biết còn những người không biết thì thôi nhưng bây giờ thì ít nhất là trên kênh người trong môn nghề anh nghĩ khá nhiều người sẽ biết đấy có thể nhưng mà những người này có thể sẽ không xem kênh em uh, xem cũng được em không biết ai biết được nhớ đâu ừ, cũng đúng không? có thể là các bạn ấy sẽ chuyển sang để xem kênh em mà không xem ừ. uh, anh chém gió người trong à, môn nghề em nữa. nghĩ là nếu mà nếu mà ai xem kênh này mà là fan của tôi thì nên uh, xem người trong môn nghề tăng sắp cho kênh này nhiều hơn sao đâu người rồi. trong môn nghề chất lượng chất lượng chất lượng chất lượng, chất lượng. Chất lượng. ok uh, anh rất là tò mò một cái trước khi mà mình nói chuyện này thì anh có chat với em anh bảo là em thích nói chuyện gì anh em mình cũng uh gọi là nâng lên đặt xuống khá nhiều thứ thực ra cũng chẳng có gì nhưng mà anh cứ nói thế để cho nghe chẳng <laughs> có mẹ <laughs> như là anh em mình cũng thảo luận khá nhiều uh, nhưng mà em có đề cập đến một cái topic mà em rất thích nói đấy là về solo creator ừ. anh nghĩ là solo creator cũng là một cái khái niệm mà chắc là nhất rất nhiều bạn trẻ sẽ quan tâm bởi vì bây giờ uh, với các công cụ đang có này thậm chí bây giờ với một cái điện thoại mình có thể quay dựng rất là hiệu quả và có thể start với câu chuyện làm nội dung rất là dễ platform thì chúng ta có youtube có tiktok có thậm chí là Instagram hay Reels vậy thì cái việc mà trở thành một solo creator anh nghĩ là nó cũng là một lựa chọn nghề nghiệp hoặc là một cái định hướng mà rất nhiều bạn quan tâm nhưng mà là một người gọi là có kinh nghiệm trong cái 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 khía cạnh này đi thì em có thể giải thích một cách dễ hiểu nhất cái cái khái niệm của em về con, gọi là solo creator ừ, cái cái tên solo creator này thì em không phải là người đầu tiên nghĩ ra cái từ đấy ừ. đấy là đầu tiên nhá Thứ hai nữa là cái từ này nó là cái cụm mà đã được rất nhiều rất nhiều trang báo, rất nhiều bạn trẻ, rất nhiều người sử dụng trong thời gian qua để nêu lên là đây là một cái công việc cụ thể, công việc nó có tồn tại chứ không phải là một cái cụm chung chung gì đó như kiểu là người nổi tiếng, influencer, KOC, KOL hay là nhóm chung lại đó là content creator. Ừ. Nó là solo creator thì nó nó rõ ràng hơn một chút bởi vì những cái người này là những người đứng ra làm riêng là một mình và khá là gọi là take risk. Ừ khá là mạo hiểm trong cái công việc đó bởi vì về cơ bản nếu mà thành thực mà nói ra thì đây là một công việc một công việc tự do đi ừ. mình rất tự do về mặt thời gian nhưng mà mình đang gánh tất cả một thứ vào đầu mình và tất cả một thứ nó tí nữa em sẽ giải thích cụ thể tất cả một thứ là cái gì nhưng mà về cơ bản là mình là một người chủ của một sản phẩm nhất định và sản phẩm đấy nó liên hệ mật thiết với mình và mình đang bán sản phẩm đấy ra hàng ngày thông qua các cái công cụ mà mình có thể thu thập lại được ừ. đó. thì em nghĩ nó giống với cả những người làm ở quê ấy làm chủ vạn ấy bê hàng xếp hàng nhưng mà cũng là người bán luôn đấy ừ. đó thì họ anh sẽ... không hề giống lắm nhưng mà em cứ tiếp tục <laughs> ừ, ok đại loại thì nó là cái công việc mà mình sẽ gánh tất cả các công tác từ nhỏ đến lớn để sản xuất ra một sản phẩm gì đó ừ. nó có thể là sản phẩm vật lý hoặc nó có thể là sản phẩm phi vật lý ừ. Đại đó là vậy ừ. <laughs> vậy thì uh, solo creator nếu mà theo cái quan điểm của em vậy đi thì uh, nếu ví dụ như bây giờ anh có một kênh nhưng mà đến một thời điểm ở đấy kênh nó phát triển anh sẽ không thể nào tự làm hết được. Có Chỉ thể xác. ngày đầu tiên của anh anh sẽ phải tự quay, tự edit rồi tự làm tất cả mọi thứ. Nhưng mà nếu giả sử đến một ngày mà kênh nó lại may mắn chỗ vía nó lại vọt lên kinh quá. Thế thì uh, anh đương nhiên phải có team để vận hành để chạy những cái đấy. Thế thì anh có còn là một solo creator không? Đấy, cái cái câu hỏi đấy rất là đúng. Nhưng mà em cũng sẽ phải đặt thêm một câu hỏi nữa bên cạnh câu hỏi đó để mà mình hiểu hơn. Ừ. Có một số ví dụ khác như là cái kênh Tech uh, Tips này, kênh ừ. MKPHD này ừ. thì ừ. hai cái kênh đấy nó hoặc là tape 2D những cái kênh đấy là cái kênh về công nghệ review công nghệ các thứ và nó phụ thuộc vào các cá thể đó ừ. Linus Tech -Tip, tên hắn ở trong cái công ty Linus Tech Tip MKBHD ừ. là Marcus Brownlee trong cái kênh ấy rồi Dave 2 d Dave 2 d nếu như bây giờ có chuyện gì đó xảy ra với những người đó người ta không xuất hiện nữa thì hỏi ừ. thật là cái kênh đó, cái hệ thống đó nó còn tồn tại hay không hay nó sẽ gặp rất nhiều vấn đề để nó có thể hồi phục lại được. Ừ. Đấy, thì em nghĩ cái solo creator nó cốt lõi ở chỗ đó bởi vì mọi thứ nó đều xoay quanh cái người đấy à, okay. người đấy như kiểu cái chôn bên dưới và mọi thứ nó đều gánh bên trên nếu người ta mất đi một cái thì cả cái nhà này sập đó ừ. là cái móng nhưng mà như vậy thì nó dẫn đến một cái câu hỏi tiếp theo của anh là cái câu chuyện đấy liệu liệu rằng đấy có phải là một cái nhược điểm chính xác nó là và... nhược điểm lớn nhất của cái mô hình này ạ chắc là sẽ sẽ rất nhiều người cũng nhìn thấy nhược điểm đấy thì có xác. các các solo creator đi họ có xu hướng hay là mong muốn gọi là làm nào để giảm thiểu cái rủi ro đấy hoặc là gọi là hạn chế nó được. Có chứ anh. Chúng ta <laughs> nhìn vào các solo creator lớn trên thế giới bây giờ bởi vì là mình nhìn vào những người đi trước mà. Tìm bố đấy Anh Higa, Ryan Higa. Thì uh, anh ấy đã làm khoảng 10 năm rồi sau đó bị burnout và bây giờ nghỉ hết, chỉ ừ. đi làm streamer thôi, làm ừ. stream cho vui thôi. Và ừ. nếu mà mình để ý các cái chia sẻ tâm sự của anh trong stream ấy, thì sẽ biết là câu chuyện của anh uh, Ryan Higa là anh ấy đã bơ nào rất lâu rồi nhưng mà vẫn cố đẻ ra content để nuôi bộ máy đấy và trong lúc nuôi bộ máy đấy thì càng nuôi càng dặn ra thì lại càng bơ nào ừ. và kết quả là bây giờ anh ấy nghỉ hết đi trong quá trình làm đấy anh đã thử rất nhiều cách như kiểu là dùng vốn của cái đó để đẩy sang chỗ khác làm cái khác ừ. để tạo ra một cái dòng tiền khác cái kênh Ryan Higa đấy của anh ấy chỉ là một cái chỗ để kiếm tiền thôi và anh ấy muốn dùng dòng tiền đấy để chỗ khác để kiếm thêm tiền để nó hỗ trợ cho bản thân Ừ. thì trước đó anh ấy có làm một cái foundation gì đó em đang tạm quên tên cái trang web nó có hình màu hồ hồng hồng một chút nếu như mọi người biết mọi người sẽ biết ngoài ra có một cái sản phẩm vật lý nữa đó là cái thức uống tăng lực của anh ấy là milk đó đã bán ra thị trường rồi giống như prime bây giờ mà logan paul đã bán ấy đã có những cái sản phẩm bên lề mà anh ấy sản xuất ra để đảm bảo cái dòng lợi nhuận nhất định để nếu như có chuyện gì đó xảy ra với anh ấy thì anh ấy vẫn có dòng tiền này và cái kênh ừ. chính nó không phải là nguồn thu duy nhất tương tự chúng ta có PewDiePie PewDiePie cũng có rất nhiều nguồn đầu tư khác nhau sau khi ừ. sinh ra từ cái game PewDiePie chính và thậm chí các cái mô hình kinh doanh của các creator bây giờ như em ví dụ vừa rồi đấy đó là Linus Tech thì Linus Tech là cái mô hình mà em thấy là nó mô hình hiệu quả nhất mà em đang học thuộc à, em đang cố học theo đó là tạo ra một cái media group khi mà ừ. cái team của Linus Tech bắt đầu bươn ra thành từng kênh nhỏ khác và mỗi một kênh đấy nó lại là một cái công ty nhỏ khác thì nó tổng lại thành một cái doanh nghiệp mà, một cái group mà Lanestictit nó chỉ là một kênh trong hệ thống kênh đó thôi và cái nguồn cung nguồn cầu từ từng kênh một nó sẽ tự nuôi chính nó và Lanestictit là người đứng bên trên và sau đó là giống như kiểu một nhà đầu tư ừ đúng rồi đấy ạ một ừ, nhà sản xuất và đấy là cái mà em nghĩ là bây giờ các bạn creator đang phải học theo đang phải làm theo đặc biệt là với các bạn creator mà xây dựng thương hiệu dựa từ cái tên của mình bởi vì có một cái nhược điểm nữa như anh vừa nói anh vừa nhắc rồi, vừa rồi đó là nếu mà nó phụ thuộc vào một người người đấy bị làm sao đấy thì cái tuổi nghề của cái nghề làm content creator nó không được dài như vậy bởi vì nếu như mà anh làm kỹ sư đi anh càng già càng cay đúng không càng già càng cay anh càng lớn anh càng khỏe anh càng giỏi nhưng mà các creator mà là creator mà là nữ đi ví dụ nữ đi mà các bạn ấy bán ngoại hình của mình thì khi mà hết ngoại hình đó thì sao và các bạn có vợ có chồng có con các bạn đẻ ra xong rồi thì nhỡ đâu nó khiến cho ngoại hình các bạn đi xuống thì nó lại tệ đi này nó có thể ảnh hưởng đến nguồn cung hoặc cái mô hình bây giờ mà nó đang bị nó chửi hơi nhiều đó là only fan chẳng hạn ừ. những cái người đấy mà có bạn trai hay có chồng cái là vấn đề ngay đúng không nhỉ đó thì họ cũng sẽ phải tìm cách nào đó để lấy cái nguồn tiền từ kênh chính đó chuyển sang chỗ khác để đầu tư để còn kiếm thêm tiền và nếu như cái món đầu tư này mà nó thọt đi chẳng hạn như vậy đi thì chúng ta lại gặp vấn đề nữa ừ. Tất nhiên đấy là câu chuyện anh nghĩ là nó cũng là câu chuyện đánh đổi khi mà làm kinh doanh thôi, business thôi. Thực ra mô hình với Spyro mà anh đang xây dựng thì nó cũng tựa tựa, tức là nó sẽ theo cái hướng là cũng sẽ có những cá nhân và và trong một tập thể ở công ty và đi theo một cái định hướng lớn. Tức là bọn anh thì quan tâm đến câu chuyện là từ ngày xưa để em làm Spyro cũng biết là cái bài toán và cái mong muốn của anh nhất vẫn là làm sao làm những nội dung có giá trị tức là những nội dung mà nó thực sự có chiều sâu và promote những thứ kiến thức uh, hoặc là cách tiếp cận nó đúng đắn nó không không nhất thiết phải là những thứ gọi là chắc chắn là chính xác một trăm phần trăm kiểu vậy vì vì để nói rằng là có thể tạo ra những thứ chính xác một trăm phần trăm thì anh nghĩ là hơi khó nhưng mà ngược lại thì cái tinh thần ham học hỏi cầu thị và gọi là open mind theo kiểu là cởi mở để chấp nhận những cái luồng ý kiến trái chiều thì thì đấy là thứ mà bọn anh rất là tin cũng đang cố gắng xây dựng ở trong công ty một số cá nhân một số nhân vật và cũng đi theo cái hướng giống như em vừa chia sẻ ừ. anh nghĩ đấy cũng là một hướng mà nó sẽ giúp cho mình có thể mở rộng được uh, gọi là gần như là nó không có giới hạn thay vì là mình sẽ chỉ quanh quanh quẩn trong câu chuyện là ví dụ như ông việt anh đang host cái kênh người trong môn nghề này bọn anh ngay từ đầu xây dựng này đã <laughs> xác định luôn là nếu không phải ông việt anh thì bất cứ ai cũng phải check được cái này và trong thời gian sắp tới thì ngay cả với kênh người trong nghề bọn anh cũng sẽ introduce nhiều format, nhiều thứ hơn để gần như là dần dần dần, dần nó không không nhất thiết là phải bộ máy nó phải hoạt động được. Quan điểm của anh khi mà làm business luôn luôn là như thế. Bộ máy bất cứ thay thế ai thì nó vẫn phải hoạt động một cách trơn tru. Thì có thể đấy đấy sẽ là một cái điểm mà mà chắc là các solo creators nên chú tâm bởi vì anh để ý là khi mà mình bắt đầu ấy thì giả sử như mọi thứ nó đi nhanh và rất hiệu quả thì thông thường là mọi người sẽ rất là cuốn vào cái guồng đấy ừ. ví dụ như em chắc cũng đã trải qua giai đoạn này rồi đúng không? tức là giai đoạn mà ví dụ mình làm đâu là thấy kiểu sắp tăng rồi revenues rồi doanh thu tăng rồi cơ hội các thứ rất là nhiều và mình quên mất là mình plan for the future ấy. tức là gọi là lên kế hoạch cho tương lai một cái tương lai xa hơn khi mà mọi thứ nó có thể thay đổi cũng ví dụ như anh bây giờ chẳng hạn có con anh cũng chẳng nào mà gọi là cày trâu như hồi trước hoặc là anh sẽ có công việc này công việc kia anh sẽ không thể nào cày trâu như một thời điểm nào đấy thì rất may mắn là là cái hướng đi và hướng tiếp cận cũng anh nghĩ là nó cũng khá là chính xác thì, thì đến bây giờ nó vẫn đang khá là ổn tuy nhiên thì mình đã nói về nhược điểm của câu chuyện làm solo creator rồi nhưng mà anh tin chắc là nó sẽ có những ưu điểm và không phải tự nhiên mà ví dụ như em lựa chọn nó thay vì một mô hình khác em có lý do khá là cụ thể để chọn cái mô hình này ừ còn các bạn trẻ bây giờ thì em nghĩ các bạn sẽ có lý do nó khác một chút ừ. và em thì em em vẫn thấy là mình cần phải chỉ ra một cái nữa về cái mảng làm solo creator này trước khi nói mình mình nói đến cái phần ưu điểm đi bởi vì thực tế mà nói thì mô hình này khá là mạo hiểm ừ. rất 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 mạo hiểm mà có lẽ là các bạn trẻ bây giờ đang không nhìn thấy được cái đống mạo hiểm đó ừ. bởi vì các bạn mới vào nghề hoặc là các bạn ấy còn quá trẻ để hiểu được là sau ba bốn năm mình sẽ bị cái gì bị, bị ảnh hưởng bởi cái gì mà lúc đấy nó đang nhớ đôi các bạn đang mâm 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 chạy sinh nhân bị giật một phát thì có thể nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý các bạn về sau này à, bây giờ anh tưởng tượng nhá chẳng phải anh tưởng tượng anh trải qua rồi mà anh dạy ừ. em à <laughs> 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 anh còn không nhớ bài học ấy là gì <laughs> là cái anh vừa nói đấy đó là một bộ máy nó phải tự hoạt động mà nó không cần phụ thuộc vào ai hết ừ. nó phải là mình nó chỉ là một cái input thôi bộ máy nó phải có nhiều input khác nhau để tiếp tục nó chạy được đúng không thì uh, bây giờ ví dụ như anh là một người làm content thì ví dụ nhá ví dụ này uh, anh làm youtuber, Đấy. anh làm youtube, anh thích quay, anh thích đói, anh thích dựng anh làm ra video, anh đăng lên và có nhiều người like, có nhiều người xem, anh có được revenue đầu tiên từ ascen từ youtube, anh thấy ok mình thích việc này, mình làm tiếp, bây giờ nó chỉ là người tay trái thôi. Sau anh làm tiếp thì tự nhiên anh tăng số lượng sắp của anh lên và nguồn thu của anh ngoài cái việc ascen youtube nó còn nguồn thu từ quảng cáo bên ngoài và nữa và ừ. anh cứ tiếp tục làm thế bởi vì anh có thêm động lực mà một nguồn tiền, hai nguồn tiền này, ok tuyệt vời quá mình tăng thêm sắp, mình chạy thêm content nên đây bắt đầu đặt câu hỏi bao nhiêu là đủ bởi vì anh có thể đăng 10 clip một ngày hoặc là 5 clip một tháng tùy anh đúng không thì uh, anh có thể làm tiếp hoặc là làm nhiều hơn hoặc là làm ít hơn để tăng chất lượng lên tùy anh bắt đầu nghĩ đến chuyện bài toán cân đối nguồn lực này xong rồi tiếp theo là bởi vì mình có nguồn lực rồi mình phải trả trả tiền nhân viên bắt đầu bài toán kinh tế này xong rồi quảng cáo à booking à hợp đồng này Lập công ty này uh, người này công ty này dở công ty ok đối tác này ngoại giao này cửa trước cửa sau này xong rồi ngoài những cái đống này ra mình còn phải tính thêm chuyện là ơ mình đang còn phải làm content mình đang phải edit mình đang phải dựng xong lại còn thêm việc này thêm việc này thêm người nữa này làm về phần kế toán này là làm về phần giấy tờ này làm về phần ngoại giao đối tác các thứ này dạ. bây giờ từ việc là anh thích làm content anh thích viết anh thích nói anh thích edit Đùng một cái anh trở thành chủ doanh nghiệp với một đống nhân viên và anh trở thành leader anh trở thành lãnh đạo mà không phải ai cũng được sinh ra với khả năng lãnh đạo như anh và cũng không phải là một ai cũng được sinh ra với khả năng học làm lãnh đạo một cách ngay tại chỗ như vậy được người ta cần phải có thời gian người ta trải nghiệm người ta trưởng thành dần và có một số người không thể ôm người đấy thứ việc được ví dụ như em em, em không thể ôm người đấy thứ việc được em chỉ tập trung một thứ được thôi thế nên em luôn luôn có hai người bên cạnh một trợ lý và người yêu em là người sẽ ôm phần đối ngoại phần giấy tờ phần hợp đồng còn em sẽ là người tập trung vào quản lý team làm content trợ lý của em sẽ đảo giữa hai bên đó đến lúc này mình chắc chắn phải chấp nhận một điều đó là vì mình bắt đầu quá tải về mặt công việc rồi chất lượng mình phải đi xuống tí mình không thể nào giữ nguyên cái chất lượng đấy mà expect là mình phải mở rộng ra được mình phải có một chút gọi là trao đổi đổi chắc cái này lên thì cái kia phải xuống giảm nội dung xuống tăng số lượng lên giảm nội dung xuống tăng số lượng lên và mình phải tìm cách cân đối giữa đống đó mà ví dụ như anh đi bây giờ anh có con rồi thời gian này anh không nhiều nữa nữa thì anh cũng phải chấp nhận là có một số cái mình không thể nào kiểm soát được một trăm mình chỉ có thể kiểm soát đến mức nào đó thôi thì nó lại tiếp tục như thế như thế như thế như thế đến mô lúc nào đó ấy, Chắc chắn các bạn khán giả sẽ nhận ra là hầu như mọi kênh YouTube, em đang nói YouTube thôi nhá. Hầu như mọi kênh YouTube đều có khởi đầu rất hoành tráng, rất hay ho, rồi sau một thời gian tự nhiên chất lượng nó bắt đầu đi xuống dần. Hoặc Nó bằng 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 nó không lên như này nữa, nó cứ như này này. Và mình tự đặt câu hỏi là đây có phải là thuyết âm mưu của nhỉ? Kiểu tại sao mà thế cứ, cứ 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 tệ tệ dần đấy Nhưng mà đúng là đấy là cái giá phải trả khi mà mình làm cái mô hình này. Ừ và tất nhiên các bạn ấy cũng sẽ phải tính cái bài toán là mình đường vào rồi thì mình đường lui như nào mình đẻ ra bộ máy rồi bây giờ bộ máy nó phải tự chạy được mà không có mình nhanh vừa nói và mình phải rút ra như nào chỉ cái rút ra đấy nó lại là tùy mỗi người và tùy hình ảnh tùy trường hợp ví dụ như em đi thì bây giờ mà nói phần lợi này ví dụ như em đi tại sao em chọn mô hình này bởi vì nó cho phép em được làm ở bất cứ chỗ nào bất cứ địa điểm nào trên thế giới em đang ở hà nội nhưng mà cả tim em sài gòn em có thể làm ở đây mà team ở Sài Gòn Bắt hoạt động bình thường không phụ thuộc vào em em chỉ cần có đủ file đủ script và đấy là em là em điều khiển team mà em không cần phải trực tiếp làm cái đồng đó điều đấy có nghĩa là nếu như gia đình cần thiết gia đình cần huy động em thì em có thể chạy đi bất cứ lúc nào thì em có thể toàn tâm toàn ý cho gia đình khi cần mà không ảnh hưởng đến cái nguồn thu của em hoặc em có thể chủ động làm những việc khác trong khi bộ máy này nó vẫn hoạt động một cách chân chu đấy thì cái lợi là như vậy lợi là em có toàn quyền chủ động về mặt thời gian nhưng cái hại của nó tất nhiên nó là nó rất là nguy hiểm nó rất là mạo hiểm nó có thể sập bất cứ lúc nào nhưng mà mình không để ý ừ <laughs> anh nghĩ là có một lợi thế nữa anh 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 có nhìn nhận được gọi là thường thì tự mình quyết định chắc là nó sẽ nhanh hơn và mình gần như là mình có thể thử nghiệm được nhiều thứ liên tục mà mình không không ngại ngần còn khi mà đã có một bộ máy rồi thì thông thường là nó sẽ người này người kia này rồi riêng cái việc họp nhau để bàn nó đưa ra quyết định định hướng các thứ này nó anh nghĩ là nó đã mất hơn rất nhiều so với gọi là là một người đang làm solo bởi vì cá nhân anh thỉnh thoảng anh cũng thích solo làm mấy cái linh tinh thì anh thấy là những cái đấy kiểu nhiều khi nó rất là tùy hứng và nhiều cái tùy hứng ấy nhiều khi nó lại nó lại cực kỳ hiệu quả kiểu nó lại viral hay nó gì đấy nhưng mà tất nhiên là vì mình chả có kế hoạch thì mình làm cho vui mà cho nên sau khi đấy thì mình cũng mặc kệ nhưng mà anh nghĩ đấy cũng là một cái lợi thế của câu chuyện làm solo creator mà với em thì em em có nhắc đến cái việc là, là mình phải làm thế nào để dần dần gọi là bộ máy của mình có thể hoạt động trơn tru được thì thật ra anh gần đây anh có làm một cái số podcast với chú nguyễn thành nam thì anh nghĩ có một cái lời giải cho cái cái điều đấy mà chắc là ví dụ các bạn khán thính giả hoặc là thì ngay cả chính em cũng cũng nên gọi là tham khảo đấy là chú ý nói là thật ra cái quan trọng ở đây là mình xét set, set up cái game như nào ừ. cái game nó đủ hấp dẫn thì tự nhiên người tài người giỏi người có thể giúp mình người ta sẽ tự xuất hiện và cái quan điểm của anh luôn uh, anh nghĩ là ví dụ như ngay cả anh xây dựng spy room hoặc anh xây dựng những cái sản phẩm bây giờ của spy room đi thì anh vẫn luôn đặt một cái niềm tin là để xây được những thứ mà lớn hơn chính mình larger than ourselves ấy thì cách duy nhất là phải tìm được những người gọi là mạnh hơn mình ấy từ những người mà về cơ bản là người ta có cái có thể là người ta tổng quan thì chưa biết tại vì so sánh hai con người về năng lực Anh nghĩa là rất là khó nhưng mà có những thứ rất là rất là chi tiết, rất là cụ thể thì người ta phải hơn mình và người ta phải mình phải tạo ra một cái thứ gì đấy để cho họ đúng cái động lực để họ càng làm tốt thì cái maybe là cái trong công việc trong công ty anh hay nói là cái sense of ownership tức là cái cảm giác là có một cái sở hữu một cái belonging ấy nó mạnh thì dần dần anh nghĩ là kết quả công việc nó sẽ nó sẽ tốt lên và dần dần mình sẽ <laughs> gọi là relax hơn nhưng ngược lại ở trong cái khía cạnh đấy thì mình cũng phải chấp nhận một thực tế là mình phải tin mình mình phải thực sự tin câu chuyện đấy anh anh biết là rất nhiều gọi là người gọi là solo creator đi hoặc là những người mà bản chất có một năng khiếu thiên bẩm hoặc một năng lực gì đấy để có thể tạo ra được những thứ chất lượng và những thứ content mà nó nó hợp với thị hiếu của người dùng đi thì nhiều khi là mình cũng không không hoàn toàn có thể giao phó được cho những người người khác kiểu vậy nhưng mà với trường hợp của anh chẳng hạn thì anh rất willing làm chuyện đấy tại vì có thể là do anh lười ấy. anh nghĩ là anh không không thể nào làm mãi một thứ gọi là mãi được cho nên là anh cứ phải tin và tin thì cái cái chính của mình là làm sao phải tạo ra môi trường để cho mọi người thử sai vấp xong rồi lại thay đổi thay đổi thay đổi đến một khi mà mọi người tự tin rồi ấy thì cơ bản là nó có một cái cái cơ chế một cái cơ cấu đủ tốt và như vậy thì dần dần anh cảm thấy là mình mình mới tách được ra thực ra khi mà làm business ấy, thì khi anh anh nhận ra một điều là khi mình tách bản thân ra khỏi cái thứ vận hành những cái thứ rất là chi tiết đấy thì mình mới có cơ hội và khả năng để mình nhìn những thứ rộng hơn và mình kết nối những thứ mà có thể là nếu mình cứ đắm đuối vào những cái công việc cụ thể thì mình sẽ hơi khó. Nhưng mà again anh anh rất đồng ý với quan điểm của em về câu chuyện là chưa chắc nó đã phù hợp với với ai đấy đúng không? Với một có có những người sẽ thích tự create nhiều hơn, không thích quản lý. Ví dụ như em chẳng hạn thế thì maybe lựa chọn là giống như em sẽ tìm một đối tác nào đấy đủ tin cậy để có thể đồng hành cùng liệu rằng là em có nhất thiết là bắt buộc phải biến bản thân thành một cái mô hình mở rộng không hay là em có thể là sống ổn nếu là một solo creator và chỉ là solo creator thôi em nghĩ là tất nhiên là sẽ có người nói có chắc ừ. chắn là sẽ có người nói không về cá nhân em thì em không nghĩ là em có thể làm solo creator mãi được Ừ. hiện tại thì em nói cái nghề solo creator nó chỉ đơn giản là một người đứng ra và gánh cả bộ máy nó ừ. nhưng mà em thì không muốn em làm thế mãi em muốn khoảng hai ba năm nữa là em tách ra luôn để em ra những cái sản phẩm khác ví dụ như trong năm nay thì em đang muốn tung ra hai sản phẩm của riêng em thôi ừ. để cái bộ máy samurai kia nó thành hệ thống kênh chứ nó không phải là thằng samurai lên cái kênh này nữa thì như ở năm nay em rất là mong muốn em hoàn thiện được cái cuốn sách đầu tiên của mình và cái workshop đầu tiên của em ừ. để em, em muốn trong năm nay em phải được hai cái đấy lý do là bởi vì là em như em vừa nói rồi có những cái mà em muốn chia sẻ ngoài những cái thứ em hay cho lên mạng đó thế em muốn dùng những cái platform khác để em thể bắt đầu mở rộng ra và bán những sản phẩm vật lý hơn thay vì là cái sản phẩm digital em đang làm bây giờ và em muốn cái kênh digital bây giờ của em nó sẽ em dần dần nó sẽ bắt đầu được thay thế bởi những cái người khác thay vì chính em như anh nói ban đầu đấy cái việc mà người ta có muốn bươn ra làm nhiều hơn so với chính mình hay không ấy em nghĩ là nó sẽ hợp với những bạn mà không chỉ có cái tôi cao mà bạn ấy thực sự thú vị và có nhiều cái để khai thác ừ. thì các bạn ấy sẽ rất là hợp với cái nghề là bươn ra như vậy còn với những đứa như em khô khan xong rồi không hài hước kiểu này đó thì nên chỉ dừng ở cái khoản của mình thôi còn những cái khác mà mình interest mình thích thì mình có thể kéo những người khác hay ho về làm cùng để họ tự ừ. phát triển cái bản của họ em nghĩ đây là bài học khá là rất khá là đắt giá trong quá trình làm việc của em khi mà em nghĩ đến cái việc làm content mãi đến một thời điểm em bơ nào rồi em em làm nghề viết từ trước khi em đến với anh xong rồi em viết suốt từ đó tại bây giờ rồi em bây giờ em ngoài viết ra em còn thu âm rồi em còn edit xong rồi em còn quản lý tin em đang tự tưởng tượng cảnh sau này em bế con đang bế con tay này xong rồi thôi thôi thôi, thôi, thôi 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 anh đang thế mà anh đang bế con xong rồi anh vẫn phải nghĩ mà thôi ừ. em sợ lắm em không dám em không giỏi mức đấy không nhưng mà bé con nó sẽ là một cảm giác rất hay đấy em vừa làm việc em, em rất rồi. buồn thì em rất em rất em rất mong chờ đến ngày được bế con nhưng mà đến lúc đấy em, 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 em cần phải hạ cái tôi xuống từ từ bạn đã à chậm thôi từ từ đó khác ở đó rồi sẽ được bế con nhưng mà bây giờ sắp xếp cho mình xong cái đã đấy ok ok anh nghĩ là đấy là tùy thuộc gọi là chung là góc nhìn của mình mình thôi nhưng mà có những thứ anh nghĩ là không quyết định ở đâu đâu <laughs> oh <no. cười> okay, vui tí thôi nhưng mà anh quay trở lại một câu hỏi chắc là cuối cùng của phần solo creator này đấy là một cái gì đấy mà mang tính thiết thực hơn đi ừ. thì bây giờ nếu mà ví dụ muốn trở thành một solo creator mà từ con số không bàn tay trắng thì sẽ cần rèn luyện những kỹ năng gì và ví dụ em có thể lấy ví dụ từ chính bản thân em để cho mọi người có một cái hình dung cụ thể em nghĩ là làm bất cứ nghề gì mình phải có nghề đó Ừ. làm bất cứ việc gì phải có cái tay nghề ví dụ bạn muốn làm solo creator trên mạng youtube chẳng hạn thì bạn bắt buộc phải có khả năng quay dựng viết và nói ừ, nghe solo mà cần phải có cái đông đấy đúng không cần, ít nhất là cần phải biết một vài phần mềm để mình thu âm để mình edit video mình làm cái thumbnail mình còn đăng lên chứ đúng không và phải biết viết và cũng phải biết nói và phải có cái mic và phải có cái camera bây giờ dùng điện thoại cũng được rồi thì đó phải có khả năng sử dụng mấy cái đống đó thì mới ra được sản phẩm cho nó hợp lý Chứ còn nếu như bạn chỉ có mỗi cái điện thoại xong bạn cầm lên mà Xin chào các bạn đến với kênh youtube của mình Ok, nếu như bạn có được subscriber thì chắc bạn rất giỏi mà mình không thể nào đạt được cái level đó Nhưng mà về cơ bản phải có các kỹ năng để làm ra được một sản phẩm gì đó Ngoài ra ấy, thì các cái nền tảng khác như kiểu Instagram thì phải biết làm ảnh ừ. Instagram là 100%, 100 là ảnh Nếu không biết làm ảnh thì bạn lên Instagram làm gì Bây giờ có thêm nền tảng Threads đúng không? Ừ. Thì phải biết cập nhật tình hình người ta đến với stress thì người ta biết là chuyện gì nó xảy ra bây giờ ngay lúc này nó là Twitter ngày trước đó, <cười> Cười thế nên kiểu thế bạn phải biết cập nhật và biết nói cho nó hay. Facebook cũng như vậy, biết cập nhật, biết nói cho nó hay và biết làm nội dung sao cho nó cuốn hút. TikTok thì 100% là về bản content, TikTok không có tham đều, thuật toán nó cũng là bạn thích cái gì thì bạn sẽ xem cái đấy. Thì content của bạn phải đủ hay để hấp dẫn người mặt người ta. Có nghĩa là về cái óc sáng tạo, về cái, cái tư duy của mình nó phải rõ ràng rành mạch và mình phải làm được sao cho nó cuốn hút. Về cơ bản em nói đến giờ nó chỉ gói gọn một cái thôi là khả năng của bạn nó phải đủ để làm cái nghề này và cái khả năng đấy nó chỉ được xuất phát à, nó chỉ được kích hoạt khi mà bạn bắt đầu có một vài cái kỹ năng để sản xuất nội dung ừ. bắt buộc đấy đầu tiên luôn muốn làm solo creator phải có cái óc sáng tạo phải có khả năng sử dụng các cái phần mềm này cụ thể thì, đi đấy. phần mềm ví dụ một ờ, vài cái em tên. Ừ. em thì dùng uh, Premiere Pro After Effects uh, Illustrator Photoshop nói chung là cả bộ Adobe ừ. uh, bộ uh, Audacity là thu âm này uh, Logic X Logic Pro đó tùy bạn và có thể thu âm bằng các phần mềm xịn hơn Mà mình không biết thì tùy Đó, thu âm này, hình ảnh này, video này Còn máy quay Bây giờ điện thoại rất xịn rồi iPhone 13 đã có thể quay như là phim rồi Và nếu các bạn nhà giàu iPhone 15 thì chúc mừng uh, Camera thì phải biết dùng camera Biết chỉnh len Và nếu như các bạn muốn uh, Quay mặt của bạn thì bạn cũng phải biết Làm thế nào mặt bạn nó không xấu Phải biết setup bối cảnh, dựng ánh sáng Các thứ như uh, Anh chàng kia đang làm đống này, đấy phải biết cái đông đó và muốn học cái đồng đó thì lên youtube mà học thôi thông tin bây giờ nó chưa bao giờ miễn phí như bây giờ thông tin chưa bao giờ miễn phí mức như thế này luôn và có thể lên xem bất cứ kênh youtube nào nó dạy cho mình cách xây dựng cách setup cách bối cảnh cách học cách làm nói chung là đủ hết mọi thứ à có lõi nữa phải có cái tinh thần học hỏi phải có cái đấy không thì uh, hơi khó ừ. anh nghĩ là nghe thì có vẻ phức tạp và nhiều thôi nhưng mà có lẽ là khi mà thực trực tiếp tham gia vào và trực tiếp học từng thứ từng thứ một thì mình cũng cũng sẽ cảm thấy là nó không không đáng sợ đến mức đấy đúng không bởi đúng vì rồi. với với lượng thông tin mà em đưa ra thì anh nghĩ là trông khá ngợp đấy để mà với một bạn mà đang chả có một cái gì mà tự nhiên nghĩ muốn bắt đầu thì nhưng mà em nghĩ là thế này nó thật luôn cái này cái cái này cái này là thực tế mà nói là nếu như các bạn mà nghe thấy thế mà đã say sợ, sợ thì, thì thôi các bạn đừng làm còn lẽ là là các anh, bạn anh sợ mà nhưng mà anh vẫn ừ, làm thế thôi <laughs> bởi vì có một số người là nghe thấy là a à, thử thách à được Tao sẽ thử thách đấy có những người người ta sẽ chấp nhận thử thách Và người ta nhảy vào người ta làm luôn và em nghĩ những người như vậy mà là những người đi được xa bởi vì họ khá tự tin vào bản thân và họ làm được những điều, những điều mà chính họ không nghĩ là họ sẽ làm được ừm ừ. chứ còn hơi tí đã sợ rồi thì uh, em không biết em không biết có ừ. thể họ sẽ tự biết câu trả lời của họ em không biết ừ. ok uh, chắc là mình chuyển chủ đề một tí vì mình đã nói với anh nghĩa mình đã nói khá, khá kỹ về câu chuyện solo creator thậm chí là ví dụ những kỳ vọng các bạn nên như thế nào rồi các bạn có thể bắt đầu hay là học hỏi những cái gì để có thể từng bước từng bước trở thành một solo creator Thì anh muốn chuyển sang một cái topic khác mà anh nghĩ cũng rất là thú vị. Đấy là câu chuyện mà Nam Tiến. Vì em có nói với câu chuyện là ngay từ những năm 2017 là em đã có ý định gọi là đi vào miền Nam. Lý do của em là để vì không khí nó tốt hơn và và một số cái lý do em nói khác nữa nhưng mà anh rất là tò mò cái hành trình đấy nó sẽ diễn ra như nào nên anh có một có chuẩn bị một số câu hỏi bởi vì thực ra từ khi em đi vào sài gòn thì thực ra anh nhớ là mình cũng chưa có một cái cơ hội nào để thực sự nói về những cái trải nghiệm của em ở trong đấy và anh rất là tò mò về việc đó thì uh, lý do thì em đã nói rồi uh, chắc là mình sẽ không đi qua cái đó nữa nhưng mà em có thể chia sẻ những cái kỷ niệm đáng nhớ hay là cú sốc gì đấy mà thực sự nó nó rất là khác biệt so với hình dung của em khi vào sài gòn không có một cái cú sốc hay là một kỷ niệm nào như thế không Bây giờ để lục lại thì cũng hơi khó bởi vì là từ từ trước khi trước khi về kể chuyện này em phải nó hỏi một câu là bây giờ anh muốn nghe câu chuyện về mặt tâm linh hay mặt thực tế nào? <laughs> tâm linh đi, tâm okay, linh ok ok, okay. Nghe <laughs> Em đặt vé, em đặt vé vào Sài Gòn. À. <laughs> em đặt vé vào Sài Gòn là ngày bay là ngày 19 tháng 3. Ừ. Năm 2020. Ừ. 19 tháng 3 năm 2020. Xong rồi đến ngày mùng 7, em nghĩ thế nào? Cảm giác nó không ổn ổn, cứ có linh cảm gì không hay, em đặt vé lùi về ngày 11, em bay sớm hơn tuần em vừa đặt chân xuống Sài Gòn xong một cái thì chị Nhung 17 bắt đầu xuất hiện Hà Nội lockdown cấm bay à, à? <laughs> vừa đến Sài Gòn xong một cái <laughs> ê Nhung xong rồi thế là bây giờ về không về được <laughs> yeah, burn the bridge đó đã đấy. đốt cháy cây cầu đúng rồi đấy tự nhiên nghĩ như nào bay vào sớm thế là vào sớm xong một cái thì bây giờ ở đây xong luôn và trước đó thì em đã phỏng vấn xin việc trong Sài Gòn rồi em bắt đầu đi làm và khi mà em bắt đầu đi làm được khoảng gần tháng thì uh, nhung 17 bắt đầu phân thân naruto Kagebushino no jutsu chục người khác thôi xong rồi hà nội toàn rồi. xong rồi ủy ban nhân dân bắt đầu kêu là uh, giãn cách nhá giãn cách một nửa đi làm thay vì cả tuần thì làm ba năm bảy làm ba năm bảy có nghĩa là lương cắt thêm một nửa ôi thôi ôi vừa vào sài gòn lập nghiệp mất một nửa lương <laughs> ôi rồi sau đó thì uh, đến tháng 7 năm đấy Em làm cho công ty bán vali là về ừ. bản du lịch thì họ rất mong chờ là tháng 6 tháng 7 tháng 8 tháng 9 là du lịch một, là mua du lịch thì bán được nhiều <cười> nhưng <cười> ông trời nói là đã à, bạn muốn làm nghề khác không được đâu Bạn phải làm nghề làm với nghề content đi lockdown tháng 6 chặt đầu tháng 7 món tháng 8 nghỉ việc tháng 9 công ty phá sản <laughs> đấy đạt ở nhà Đạt ở nhà từ tháng 9 và cả Việt Nam đóng cửa lại từ tháng 10 tháng 11 gì đó đặt ở nhà nghĩ chuyện đầu ừ. bây giờ mình không làm gì cả cũng hơi dở hơi thật ra thì mình vẫn có tiền nhưng mà chẳng lẽ mình lại kiểu ăn mòn đấy thế là bắt đầu làm YouTube kiếm tiền YouTube mà đợt đấy lại là cái đợt đỉnh điểm của mấy cái phim trên mạng ấy mấy cái phim như của Wanda Vision thế là em nghĩ trong đầu Hừm. hay là mình thử nhỉ thì em lại lập lại cái content về mảng phim của em trong lúc đó thì tự nhiên một cái bên Lotte Entertainment tuyển em vào tháng mười ừ. năm đấy em nghĩ trong đầu anh bảo là lockdown rồi mà anh lại còn tuyển nhân sự hơi sai mà thôi cứ thử xem như nào Thế là đúng cái họ cho em làm đấy gần năm gần một năm bởi vì là ban đầu là lockdown một nửa ấy là cắt giảm nhân sự thôi xong rồi giãn cách ấy là chỉ được đi làm trong khoảng thời gian này hoặc là phải tránh giờ này ra hoặc là tránh tuyến đường này ra hoặc là khu phố này bị khóa lại rồi thì chỉ những người trong đấy mới bị khóa đấy không còn em thì thoát nhá em vùng xanh em thoát em vẫn đi làm bình thường được một thời gian xong thì Thôi đạt à, ở nhà đi, thế là xong. Đấy, đến tầm tháng 7 năm 2021 ở nhà luôn. Vẫn làm lốt tê, làm online, đem máy về làm, nhưng mà bây giờ nghĩ trong đầu có cái máy xịn của công ty này. Làm YouTube cho công ty rồi. Vẫn thử thời gian làm YouTube cho mình mà chỉ ở nhà cả ngày. Bây giờ có làm không? Làm thôi, đúng không? Chả thiếu gì, chả thiệt gì đúng không? Làm tiếp. Mà trong lúc đó lại là cái đợt mà em rộ lên nhất vì mấy cái phim đấy xong rồi cộng đồng của em Em để tên group là group không người bởi vì em vừa nói ban đầu cộng đồng ừ. là không ai cả mà Không có một ai trong đấy hết đùng một cái vì covid thế nên mọi người ở nhà suốt mọi người nhà suốt thì mọi người làm gì mọi người lên mạng mọi người lên mạng thì làm sao mọi người vào đấy nói chuyện với nhau đùng một cái cộng đồng từ một hai người tự nhiên thành tám nghìn người ừ. em không làm gì cả tám nghìn người thế là nó cứ vọt lên như thế và em em ngậm trong đầu anh em, em nghĩ trong đầu kiểu này anh bạn à tôi cố đi làm một cách gọi là lương thiện thì anh bạn không cho tôi làm bây giờ tôi làm ở nhà với những công việc mà nó nguy hiểm như thế này anh bạn lại cho tôi có nhiều cái hay ho này ý, ý anh bạn là gì thế em làm thôi thế nên hết năm đấy thì uh, em nghỉ lô tê hợp đồng một năm mà ừ. hết năm đấy em nghỉ lô tê hết hợp đồng đến tết tết ra hà nội xong cái gặp gỡ mọi người sao em ra hà nội gặp gỡ mọi người xong cái tên có ông anh bắt tay và, ê mày làm này với tao không bắt tay trực tiếp với thằng samurai chứ không phải là với các cái điều trước đó của em. Ồ, oh, hay thế nhỉ. Ok, hay thử đi. Nó cứ theo đến từ bây giờ luôn thôi. Có nghĩa là đấy em 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 nói từ ban đầu nó là kiểu nghề chọn người. Em không thoát ừ. được. Chết nói thế trên cái kênh nghề trong môn, người trong môn nghề thì nó hơi sai nhỉ? Cũng bình thường mà. À thế à. Ok, thế thì anh chắc anh cũng có chọn nếu mà được chọn thì anh sẽ chọn ở nhà <laughs> được anh ạ, <laughs> người nghề chọn người chưa ai chọn đi làm, đúng rồi. <laughs> Nhưng mà thực ra anh nghĩ đấy là câu chuyện khá thú vị, ấy. tức là gần như là cái việc mà làm YouTube giống như là nó theo mình và nó, nó không nó không tha, không em không tha đúng không? Em đã em đã định chỉ làm em học làm digital rồi nhá, em làm digital rồi nhá, em ngồi viết nhá, em làm viết thuê rồi nhá, ờ. em học viết nhá, em làm tất cả mọi thứ để em tập trung với cái nghề là ngồi văn phòng ngồi viết, ừ. làm về mảng digital content thôi. Nhưng mà Đấy, ông chơi bảo là anh đạt à, anh đạt không được làm thế. Anh đạt phải làm cái kia cơ. Thôi Ê. nhưng mà đến cuối cùng thì anh nghĩ là em uh, happy với lựa chọn của mình là được rồi. Anh nghĩ cái đấy là cái quan trọng nhất. Ở trong mặt không happy lắm nhưng mà thôi <laughs> chắc là cũng được. <cười> 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 em chả biết nữa. Nhưng mà em đã trải qua rất nhiều thứ ở trong trong Sài Gòn như thế, à, tức là trong thành phố Hồ Chí Minh và anh nghĩ là nó cũng sẽ cho em những cái thay đổi về mặt tư duy về mặt mindset thậm chí về mặt con người anh thấy giờ này em có vẻ đố hơn ngày xưa anh ừ, béo uh, hơn trông có vẻ đố hơn thì nó sẽ tạo ra rất nhiều những thay đổi thế thì uh, em có thể tự em khi mà suy ngẫm thì em có nhìn thấy những cái thay đổi tích cực nào đấy mà cái việc mà nam tiến đấy nó đã đem, đã đem đến cho em không cái tích cực nhất về mặt nam tiến có lẽ là do cái phổi của em Ừ. đấy là cái tích cực nhất bởi vì không khí trong đây nó thoáng hơn ngoài này tất nhiên mọi người nếu mà nhìn vào cái bảng ô nhiễm thì nó ngang nhau nhưng mà mọi người đã bao giờ thở ở Hà Nội trong cái mùa hè Nóng nóng được này chưa? trong cái đó ở Sài Gòn thì lúc nào cũng có gió đấy. đấy là một cái rất thoải mái ừ. uh, về mặt sức khỏe của em nó tăng cường lên này, em ăn uống thoải mái hơn này, em thấy cuộc sống nó thanh bình hơn. với cả là khi em làm cái nghề solo ở nhà này thì uh, em được phép thực hiện ước mơ của mình đó là em 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 có thể chống lại loài người, ấy. không gặp bất cứ ai cả trong vòng một tháng. một tháng dòng chỉ ở nhà và người duy nhất em gặp đó là người yêu, ừ. người yêu đi làm về gặp Xong người đi làm em đợi ở nhà người đi làm về em gặp đấy cả tháng dòng em không gặp ai cả rất tuyệt vời rất thanh tịnh trong một tháng em đọc ba cuốn sách em làm hơn chục cái video em thấy cuộc đời thật tuyệt vời đấy, có những tháng nó hiêu linh như vậy nhưng đồng thời cũng sẽ có những cái tháng như kiểu là nó cứ như chuyện trên trời dưới đất nó nó nổ ra thì chịu còn uh, về mặt tinh thần thì em em thấy là có một cái mà em em thấy khá là đáng quý ở người trong nam đó là họ cởi mở với tất cả mọi thứ ừ. họ không sợ thay đổi họ không sợ đón chào những cái mới. Họ sẵn sàng thoải mái với bất cứ yêu cầu gì của mình miễn là mình có có thể deliver cho họ những cái đơn giản. Còn ở ngoài này thì mình khá là ăn chắc mặc bền, tâm lý của mình lúc nào cũng sẽ phải là có nguồn gốc đã, mình phải cứng rắc đã, mình rồi ok này đã này này đã, nói chung là lúc nào cũng sẽ phải có một vài cái ưu tiên trước khi mình đặt cái sự mới vào. Ừ. Cái mới nó không bao giờ nằm ở trên đầu, cái mới nó nằm ở đâu đó khoảng 5 6 7 gì đó. Còn trong Sài Gòn thì mới mà khiến cho họ cảm thấy uh, sâu sục thoải mái họ kiểu hm, hay đấy thì họ sẽ cho phép mình làm luôn thì đấy là một cái em nghĩ là rất nhiều bạn trẻ nam tiến xong cũng nhận ra điều đó em không phải người đầu tiên và cũng không phải là người duy nhất và cũng không phải là người cuối cùng thì uh, cái đấy nó là cái môi trường lý tưởng cho các cái công việc về media như em này agency này làm về mảng uh, truyền thông quảng cáo nói chung về mảng sản phẩm nữa em nghĩ là sản phẩm trong đấy nó dễ tiêu thụ hơn ngoài này sản phẩm bất cứ sản phẩm gì chăng nữa anh có thể bán với bất cứ ai ừ. còn ngoài này thì anh sẽ phải cạnh tranh thị trường khá là khắc nghiệt đó em em nghĩ là như vậy có thể là những chuyên gia về thị trường họ họ sẽ nghĩ khác em thì cũng mới vào tập tấn được có vài bước thì trải nghiệm như vậy mà trải nghiệm như nào thì kỳ lại như vậy ừ. cũng đúng anh anh thì anh nghĩ là những cái thứ mà em chia sẻ cũng là những cái mà anh cũng đã nghe khá nhiều người chia sẻ và anh thì từ cá nhân anh thì anh cũng khá là thích anh cũng vào Sài Gòn khá nhiều công tác này rồi kể cả hồi anh đi học thì bạn thân của anh các thứ này nó cũng hầu như cũng toàn những người những người người Sài Gòn khá nhiều người trong miền Nam thì anh cảm thấy là anh cũng cũng có phần nào đồng cảm với câu chuyện đấy Thế à, em có chia sẻ một cái là tức là khi ở trong đấy thì mọi người sẽ open để thử những cái thứ mới mẻ hơn ừ. tức là thay vì là như Hà Nội thì anh nghĩ là mọi người cũng phải cần thời gian để xây dựng gọi là relationship xây dựng được mối quan hệ và có đủ mối quan hệ đủ sâu sắc thì nó có thể sẽ dẫn đến Thế anh nghĩ là nó chỉ là hai cái style hai cái phong cách gọi đúng là rồi. tiếp cận nó khác nhau thôi còn còn người sài gòn thì sẽ luôn luôn open với câu chuyện là thử thử và giả sử như tôi mà thử không không tốt thì tôi cũng vui vẻ thôi vì tôi thử mà đúng không còn ở đây thì chắc là mọi thứ nó sẽ phải được xây dựng một cách từ từ hơn nhưng ngược lại thì có khi cái mối quan hệ nó lại sâu hơn sâu đậm hơn ở một khía cạnh nào đấy anh anh cũng không 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 dám chắc nhưng mà chắc là nó cũng là một cái khác biệt thôi em nghĩ là cái nào nó có điểm cộng điểm trừ của nó cả ừ. mình không thể nào mình nói là cái này ưu việt hơn cái kia chỉ bởi vì mình trải nghiệm được một tí ừ, em đâu. mới vào đấy có mấy năm thôi mà em sao biết được có những ừ. cái trong đấy em chưa bao giờ biết đến có ừ. những cái người này cũng chưa được bao giờ động vào em năm nay mới bước sang tuổi ba mươi thôi em còn em còn bé tí mà biết cái gì đâu mà nói thấy kiểu thế mấy em có một tuổi thôi anh cũng bé, bé mà ấy. anh anh cũng bé bỏng mà <laughs> bé ấy, thông, anh, thông anh mà mà ở đây. nhưng mà em nghĩ là tuổi đời của mình vẫn còn quá trẻ để mình nói là mình biết mọi thứ đúng không đúng. còn rất nhiều cái ngoài kia mình chưa biết và cái tinh thần của em lúc nào cũng là hãy cởi mở với những cái mới và mình mình là học sinh mình học cả đời mình đang ở đây để mình gọi là gì hấp thụ tinh hoa của thế giới này vào mình kiểu đấy là một cái trải nghiệm để em, đối với em đấy mới là cuộc sống đấy mới là sự sống mình trải nghiệm mình bươn trải mình trải qua mình nghiệm lại thì nó mới gọi là trải nghiệm đúng không ừ. đấy là cái em rất là thích khi em được vào Sài Gòn bởi vì khi mình bước ra thành phố khác ấy và sống ở đấy để mà trải nghiệm ấy nó khác hoàn toàn với việc đi du lịch ừ, anh đi du lịch xác. thì anh được trải nghiệm dịch vụ thôi còn nếu mà anh đã sống ở đấy anh được gặp những cái mặt trái mặt tốt mặt trên mặt dưới trong ra ngoài anh bắt đầu thấy những cái sự gọi là thoải mái dần dần dấn sân sang cái sự vô duyên và những sự vô duyên dần dần dấn thân sang cái sự là thoải mái, yêu thương và và nó là lạ đi ừ. có những cái yêu thương những thân thương kiểu mới mà chỉ khi sống trong đấy mới có thể trải nghiệm được và ngược lại những người trong đó nếu mà ra ngoài này cũng sẽ như vậy, tất nhiên ban đầu sẽ là sốc văn hóa và sốc nhiệt nhưng sau một thời gian thì họ sẽ bắt đầu nhận ra được cái hay, cái tinh hoa cái thú vị, đó là cái cách em em nghĩ là cái, cái tốt nhất để mình có thể sống cuộc sống này ấy. Ừ. Ừ. em nghĩ là bất cứ ai cũng nên rời khỏi cái nơi mình sống và sống chỗ khác, thật là xa và khoảng vài năm để mình thấy yêu cuộc sống hơn ừ. anh cũng đồng ý đấy lý do sao mà ngày trước anh đi du học anh anh cũng sống ở nước ngoài thì anh khá đồng tình với quan điểm là nếu mà đi du lịch thì thực sự mình chỉ nhìn thấy cái bề mặt và nó nó chưa đủ thực ra khi mình ở sâu và tiếp xúc với những người địa phương tức là làm những cái công việc mà họ làm hàng ngày đi chợ từ những cái rất là nhỏ đi chợ tiếp xúc với người này tiếp xúc với người kia thuê nhà thì những cái đấy mới là những cái thứ trải nghiệm mà khiến cho mình thực sự gọi là anh hay gọi là kiểu đắm chìm vào cái văn hóa ấy. tức là yeah. khi mà mình chìm vào cái văn hóa như thế thì mình thực sự là áp nó bằng tất cả các giác quan nó bằng tất cả là những thứ mà mình có thể áp ừ. thứ đó, kế hoạch của anh cũng thế đấy trong tương lai rất có khả năng là anh cũng sẽ tìm cách nào đấy để kiểu thỉnh thoảng đi sang một đất nước nào đấy ở trong vòng một năm hay gì đấy có thể là đi học hay là hay là kiểu ví dụ đi làm gì đấy thì cơ bản là anh cũng muốn bản thân mình có những cái mới mẻ như thế để mình mình trải nghiệm và mình phát triển hơn đấy thì đấy là một cái mà anh cũng khá là khá là gọi là cảm thấy đồng cảm nói về câu chuyện tích cực anh nghĩ là nó cũng đem lại cho em rất nhiều những cái trải nghiệm tích cực đó đều đương nhiên nhưng mà ngược lại thì nếu mà ví dụ nhìn vào cả một quãng thời gian mà nam tiến và sống trong miền nam trong trong sài gòn đấy thì có cái điều gì mà nó khiến cho em cảm thấy là nó chưa được chưa chưa được tốt lắm không em hơi bị sao nhãng ờ à. Sao nhã? như em vừa kể rồi là người Sài Gòn cởi mở với rất nhiều thứ họ rất sẵn sàng cho những cái thứ mới họ rất sẵn sàng thử nhưng mà cũng vì thế nên là thử hơi nhiều ừ thành ra là cái cốt lõi của mình là mình phải kiếm tiền mình phải xây dựng cái này cái kia cái này cái kia đôi khi mình quay lại nhìn ơ chết chưa xong cái này đã làm này rồi ừ. bị 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 giằng xé giữa hai cái bây giờ biết làm cái cũ hay làm cái mới đây cái cái mới đang ngon mà cái cũ vẫn ổn ừ. thành ra mình bị sao nhãng và em nghĩ là Đấy, đấy, đấy là vấn đề của riêng em thôi em em khá là hạn chế trong việc là làm nhiều thứ một lúc em không multitask được em chỉ tập trung ừ. mình đang làm cái này tập trung cái này thôi Chứ còn nếu như mà mình bắt đầu sinh ra các cái khác rồi thì chắc chắn mấy cái đấy sẽ không thể phát triển được ừ. thế nên là đấy là một cái em nghĩ là mặt tiêu cực mà em đang gánh, gánh em đang gánh nhưng cũng sẽ có những mặt tiêu cực khác nó kiểu buồn cười bởi vì là em vào sài gòn em sống em thấy thị trường trong đấy nó sôi nổi hơn trong này ừ. thế nên là em bắt đầu đi trải nghiệm những cái thứ nó mà ở Hà Nội thì đối với em nó hơi hạn chế Ví dụ như việc đi chơi xuyên đêm Ở Hà Nội thì buổi tối em chỉ buồn ngủ ấy. Bởi vì buổi tối cái không khí Hà Nội nó ảm đạm ấy. Nó cứ nếu như, mà, nếu như mà mọi người đi buổi đêm Hà Nội thì thấy nó cứ Còn Sài Gòn thì nó sẽ có những chỗ như thế này Đó Mà thậm chỉ có chỗ như này nữa đấy Thế nên là em em được trải nghiệm cuộc sống về đêm ở Sài Gòn Rồi em cũng nhiều khi cũng hơi hơi trẻ con thái quá Không đúng tuổi mình lắm nên là cũng đôi khi phải trả giá bằng cái việc là ba bốn hôm sau mình hơi nát ừ thì chắc là các bạn nếu mà có vào sài gòn để mà chơi thì hãy hãy tập trung chơi còn nếu mà làm thì hãy tập trung làm còn nếu mà làm rồi cũng chơi mình chơi mà cũng làm thì chắc là không có gì giao hồn đà lạt như vậy nói chung là vui thôi đừng vui quá đâu đúng, đúng rồi vui thôi đừng vui quá đến những lúc mà mở mắt ra thấy toàn là khói thì chắc là chết rồi nhầm chỗ đấy đừng như vậy chứng tỏ ăn chơi ấy chứ không anh <laughs> ăn khói chứ <laughs> khói chứ không phải là khói khói điều đâu khói đấy là ăn chơi khói, thế đấy. khói đấy cắm trại <cười> <cười> ok anh muốn hỏi một câu nữa là bây giờ tóm lại là lại lại đến một cái thứ gì đấy gọi là thực tế đi em đã trải qua rất nhiều thứ như vậy rồi em cũng chắc chắn là có vấp ngã và vấp và, và vấp ở đây không phải là trong công việc nhé và đôi khi là trong cuộc sống nữa nó cũng sẽ có rất nhiều thứ vì khác biệt văn hóa, vì khác biệt gọi là cái 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 trải nghiệm. Cho nên là mình cũng sẽ có những va vấp. Thế thì bây giờ nếu mà để gọi là chia sẻ cho một bạn trẻ. Chia sẻ một bạn trẻ mà đang có ý định là nam tiến để tìm kiếm cơ hội. Có một cái chuẩn bị tốt nhất thì em sẽ khuyên bạn đến điều gì? Nếu như đã xác định nam tiến thì đấy là thực tế nhất mà nói, nghiêm túc nhất mà nói thì đấy là một cuộc đánh cược. Bạn sẽ hoặc là ô in Hoặc là bạn Chơi hơi hèn hèn Chứ còn nếu mà bạn chỉ có Thử 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 vào Nam vài năm Xong rồi Được 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 thôi Thì nó khá là tốn thời gian Bởi vì Nếu như bạn đã đánh cược vào Sài Gòn Sài Gòn sẽ cho bạn rất nhiều thứ Và bạn sẽ phải Theo nó Trong thời gian rất là lâu Để bạn có thể Đạt được cái thành quả Ở trong đó Bởi vì tất nhiên là Người ta cởi mở với rất nhiều thứ khác nhau Nhưng mà đồng thời Cũng có nghĩa là người ta đòi hỏi khá là nhiều Đấy ừ. là vùng đất của dịch vụ sài gòn dịch vụ cao hơn rất nhiều so với hà nội cái giá trị của nó nó đến từ lòng bàn tay nếu như mà mình không biết xòe tay ra xin và xòe tay ra để đưa cho người ta những cái thứ mà người ta đòi hỏi ấy có thể là bạn sẽ thấy có ác cảm rất lớn với sài gòn và cái hành trình làm việc ở đó nó cũng sẽ đòi hỏi bạn phải có một cái tư duy nó thực sự là cạnh tranh bởi vì môi trường truyền nó quá là sôi nổi thì các bạn có nghĩ có thể nghĩ rằng là ok mai cũng được không hôm nay bởi vì có thể là bạn nghĩ rằng là mai cũng được thì trong đêm hôm đó thì đồng nghiệp của bạn đã gửi xong mất rồi thì bạn mất cơ hội hãy nghĩ rằng đấy là cái biển lớn đấy là một cái biển lớn thì phải bơi thật là nhanh vào và bơi thật là xa vào bởi vì ngoài kia có bao nhiêu con cá mập cá heo cá voi các thứ thứ nó săn mồi ai biết được đi lưng tung chết và đặc biệt là trong cái vùng nó quá là vui vẻ quá là chơi bời như sài gòn Đại loại là nếu như các bạn bị sao nhã mà không tập trung cái gì mình đang làm thì các bạn sẽ không đạt được kỳ vọng và ừ. có thể các bạn sẽ không tiến xa trong sự nghiệp và em gặp các trường hợp đó rồi ừ. những bạn mà vào nam để lập nghiệp xong cuối cùng các bạn gãy và lại về và 5 năm ở trong nam là một thời gian cũng không phải là ngắn đâu ừ. mà các bạn bạt như thế mà sống chết trong đó ấy, thì thường là có thể các bạn phải trả giá Ừ. Nếu mà bằng tuổi em 30 tuổi thôi Mà vào Nam 5 năm rồi về Hà Nội Bắt đầu lại từ đầu Hơi muộn Thực sự 30 tuổi đi xin việc hơi khó Và Nếu như mà các bạn Trong Nam mà các bạn làm một công việc Mà nó không ổn định lắm ấy Bởi vì trong Nam có những cái nghề mà nó Ngoài này không có Vào rồi biết Thì Có thể là các bạn sẽ hơi 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 hối tiếc Cái thời gian bạn đã dành ra trong đó Về các bạn là Tập trung một kế hoạch Xác định làm để làm gì Và sau bao lâu Thì được cái gì đó Và tập trung một cái đồng đó tất nhiên là trong quá trình mình đi mình sẽ phải có một chút ngã rẽ đúng không? rẽ trái rẽ phải nhưng mà về cái bản phải tiến về đâu? tiến về phía hướng tây hướng đông gì đó chứ không phải là đi lung tung đi lung tung vòng quanh thì chết. Này. em nghĩ là cái đấy là cái sơ máu nhất khi mà vào sài gòn làm việc. Ừ. anh nghĩ là đấy là một điểm một điểm rất là hay. tức là hầu như mọi người đều nhìn thấy rằng đấy là vùng đất cơ hội, Là là promise tức là nói chung là sôi động hơn là mọi người vui vẻ hòa đồng rồi môi trường làm việc nó cũng sẽ sẽ có thể là nó sẽ chuyên nghiệp và nó nhanh vậy và cơ hội nó cũng nhiều nhưng mà có thể là mọi người lại quên mất một thực tế là ở như anh 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 rất là thích cái ý của em về câu chuyện là mình phải có một cái mục tiêu rõ ràng và mình nên bám sát nó vì cái sự sôi động kia đôi khi nó cũng là con dao hai lưỡi nó giúp cho mình vui vẻ dễ hòa nhập nhưng ngược lại nó có thể khiến cho mình gọi là sao nhãng và không tập trung được vào những cái mục tiêu chính vì đôi khi sôi động quá đâu ví dụ mình làm công việc này mình lại thấy ở bên kia công việc kia cũng ngon hoặc là cơ hội nó cũng tốt uh, trông nó rất là hợp lý nhưng mà khi mình nhảy vài ba lần như vậy thì đến khi 5 năm, năm hay 4 năm 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 vài năm nhìn lại thì có khi mình lại cũng cũng gọi là cái kiến thức của cái trải nghiệm của mình nó hơi bị phân mảnh. Vâng. Uhm. Ngoài ra nữa thì công việc ở Sài Gòn và công việc ở Hà Nội nó có một số tính chất nó đặc thù. Uh -huh. Nếu như các bạn nghĩ rằng là các bạn làm một nghề ở Sài Gòn rồi sau đó về Hà Nội tiếp tục cái, tiếp tục cái sự nghiệp đó ấy, đôi khi các bạn sẽ nhận ra là câu chuyện nó không như vậy nó đặc thù ở một chỗ là nó có mối quan hệ của sài gòn nó khác mối quan hệ hà nội cái cách hoạt động của sài gòn nó khác hoạt động của xã hội ví dụ làm production house thì cứ, cứ, cứ cho là bạn giỏi cứ cho là bạn giỏi bạn chạy production ở sài gòn đi nhưng mà bạn bê nguyên bộ máy đấy về hà nội bạn sẽ không thể làm việc được thế nên là cũng, cũng, em nghĩ là cũng sẽ phải trải nghiệm đủ ừ. thì mới ra được những cái bài học dành cho riêng mỗi người chứ em không thể nào em đưa ra được một cái câu chuyện mà mọi người có thể thấy đúng được có thể có những người thấy nó rất là ok rất là đúng nhưng mà sẽ có những bạn phản đối cái ý kiến vừa rồi của em ừ, không sao bởi vì người trong môn nghề thì mục tiêu của anh là đưa đến những câu chuyện và những quan điểm của người thật việc thật và anh thì rất thích những khách mời mà có thể gọi là cởi mở để chia sẻ những thứ đấy bởi vì kể cả tôi có bị chửi hoặc là tôi có bị công kích vì cái chuyện đấy nhưng mà nếu tôi thực sự tin thực sự, thực sự, thực sự, thực sự tin nó và tôi chia sẻ với cộng đồng mà tôi nghĩ là nó có ích thì anh vẫn nghĩ là nó là cái giá trị mà bọn anh luôn luôn muốn theo đuổi với tất cả sản phẩm của Spyroom mà người trong một nghề nó là một đại diện. Đó. Uh, mình cũng nói chuyện khá là dài rồi đấy. Yeah. Anh thấy cũng khá là dài. Mà um, anh cũng cũng gọi là update được thêm khá nhiều thông tin cả một cái khoảng thời gian gọi là anh em mình làm việc với nhau từ hồi xưa này, xong rồi mày ở Hà Nội này, sau đấy lại còn đi vào trong Sài Gòn các thứ này kia thì cả một cái hành trình như thế. Chắc là cũng qua rất nhiều thứ đi. Ngày hôm nay mình có một cái một buổi buổi chiều <laughs> mình gọi là bóng lược nó lại tất nhiên là nó còn quá là sơ khai anh là còn rất nhiều thứ mà mình không thể chia sẻ hết được thì uh, trước tiên là anh rất là cảm ơn vì uh, đã gọi là tham gia người trong môn nghề và lên đây nói chuyện anh em chém gió với nhau tiếp đó thì anh cũng rất là muốn nếu mà em có một cái lời khuyên nào đấy hoặc là một cái chia sẻ nào đấy cuối cùng dành cho các bạn khán thính giả người trong môn nghề hoặc là kể cả fan của em bởi vì sẽ có những bạn fan của em vào đây xem thì uh, nó có thể là bất cứ thứ gì nhá em hãy nhìn vào máy quay và gửi ừ, cái lời Trời ơi. chia sẻ đấy hoặc không có ấy thôi <laughs> uh, cái, cái, cái 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 em có thể chia sẻ được bây giờ mà em em muốn nói đến là chị Linh Phan có một cuốn sách là đi lên từ nghề content writer như thế nào cái cuốn mà có cái dòng chữ là cách kiếm trăm tám trăm tỷ một năm ấy. à tám 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 triệu một năm ấy đó tám trăm tỷ thì hơi nhiều <cười> <cười> của, <cười> của 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 bên mò đấy trong cuốn sách đấy nó có nhắc đến một vài cụm từ như là solopreneur là doanh nhân một mình, doanh nhân tự làm hết. Nó nana với uh, solo creator mà mình đang hướng đến và mình đang muốn nói đến. Và mình cũng không phải là một đứa chọn cái nghề làm solo creator mãi mãi. Mình đang chuyển hóa, mình đang xây dựng để mình phát, phát triển cái cái giai đoạn solo creator nó chỉ là một con kén thôi để mình sau này mình còn làm cái việc khác để tiến hóa hơn là như vậy. Thì cái cuốn sách tên em tạm quên mất ở đây nhưng mà cuốn sách đấy của chị Linh Phan nó là cái cuốn gối đầu dành cho các bạn muốn làm nghề viết để bươn lên ngoài ra còn rất nhiều các cái trải nghiệm khác mà các bạn sẽ không thể nào có được khi các bạn chỉ ngồi nghe các podcast như thế này các bạn có thể đến đọc các cuốn người trong môn nghề để hiểu hơn về các cái nghề khác nhau để tham khảo cho chính mình nếu như các bạn là tuổi sinh viên còn nếu các bạn đã và đang đi làm rồi mà các bạn đang thấy chóng mặt với những gì bạn đang làm mà không biết mình phải đi đâu ấy đấy cũng là những cái chỗ để các bạn thể tham khảo và cái tinh thần lớn nhất ở đây đó là hãy bỏ TikTok xuống, đọc sách, tham khảo và trải nghiệm để mình sống chậm lại mình biết những cái mà mình đang cần làm là cái gì chứ đừng bị sao nhãng. Và đặc biệt là những bạn vào nam tiến với cái tinh thần là ui mình thử nghiệm mình trải nghiệm để mình biết. Trải nghiệm nhiều quá có khi bạn đi lạc đấy. Hãy sống như Mark Twain nhá. Không phải ai lang thang cũng là người đang lạc đâu. Hãy lang thang nhưng mà đừng lạc được. Ồ, oh, một lời khuyên rất là rất là hay và rất là có tâm. Anh nghĩ anh sẽ cắt đoạn này lên TikTok rồi xong rồi các bạn ấy sẽ xem được ở trên TikTok. <cười> <cười> các bạn xem ở trên TikTok là sợ quá thế lướt thêm xem thêm một vài cái video nữa okay. Okay, ok hoặc là các bạn có thể quẹt quẹt sang bên à, bên bên này đúng không? tiktok là bên, quẹt sang bên này để xem các cái clip video khác của tiktok ở trong môn nghề đã lại như vậy đấy kiểu thế ok một lần nữa thì anh nghĩ là rất là cảm ơn và hy vọng là anh em mình sẽ có những cái dịp khác anh em nói chuyện với nhau biết đâu đến một ngày mày làm podcast mày mời anh lên để chém gió về Skyrim chẳng hạn thì mai à không <laughs> mai làm luôn, luôn tao mai làm luôn à? được mà người mai. đàn ông mà đã có kỹ năng bế con vừa bế con vừa làm việc rồi thì người ta có thể làm được nhiều thứ cùng lúc anh bế cả con lên podcast mày luôn còn được <cười> mai mai <cười> ok uh, Thôi chung là thời lượng cũng đã dài rồi dạ. xin cảm ơn một lần nữa lần thứ ba rồi đấy và cảm ơn các bạn cũng đã theo dõi podcast tập podcast ngày hôm nay thì trong tập podcast này anh em chúng tôi cũng tiêu táo một tí và vì là cũng thân thiết với nhau thời gian cũng dài rồi thì nếu mà có cái gì hơi quá đáng hoặc là có cái gì mà nó hơi đi vượt qua giới hạn thì mong là các bạn hãy bỏ qua và chúng ta sẽ cùng hẹn nhau trong một tập podcast người trong môn nghề kế tiếp xin chào và hẹn gặp lại subscribe cho kênh này nha ờ, đúng anh quên đấy like và subscribe cho người trong môn nghề shout out cho tất cả các cuốn sách người trong môn nghề ok ok lần này chậm <laughs> lần này chậm thật ok